Em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em tổng hợp tất cả những cái dòng chép mà có thể lắp được vào trong loa nằm để cải thiện chất âm cho các bác, rất là hiệu quả. Thì ngay bây giờ em làm luôn một cái video tổng hợp tất cả những cái mẫu này vào để cho anh em có sự lựa chọn luôn, và em sẽ tư vấn cho anh em về cách thức lắp và sẽ bố trí làm sao cho nó phù hợp nhất với loa của mình đó. Và trong video ngày hôm nay thì em bán đầy đủ cả chép, và có bác nào có nhu cầu mua phễu bên em cũng bán luôn, các bác nhá. Thì đây là những cái mẫu phễu, mẫu chép mà côn 250 và côn 350 cho anh em luôn. Thì một số anh em bây giờ cũng đang rất là muốn là thay thế cái loa nhà mình, tiếng chép nó hay hơn đúng không ạ? Nó leng keng lách cách, rồi là tiếng nó sáng, nó sạch hơn, mà hát karaoke nó sáng và nó hạn chế cháy hơn. Thì những cái dòng bây giờ nó có thể thay thế cho anh em những cái chép giấy cũ ngày xưa có thể cháy, các bác thay luôn cho em cái chép này, tiếng rất là hay và khỏe các bác nhé. Và đây, đây là cái cách thức em thay ạ, rất đơn giản thôi nhá, để thay chép kèn này. Còn đâu những cái con củ chép nó to hơn, các bác có thể là cho chép xuống dưới xong mà là lắp phễu lên trên. Còn tất cả phân tần vẫn không thay đổi gì các bác nhá. Phân tần nó vẫn chỉ để lọc chép và vẫn sử dụng phân tần zin của nó luôn, các bác nhá. Sử dụng phân tần zin của nó, bát vẫn đánh bình thường các bác nhá. Không ảnh hưởng một cái gì cả các bác nhá. Vẫn lắp vào tiếng hay hơn rất nhiều luôn. Đấy. Trong video ngày hôm nay các bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhá. Trực tiếp giúp em số điện thoại này. Các bạn đi qua kênh làm ơn cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhé. Cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Đó. Lắp phương pháp lắp thì nó vô cùng đơn giản anh em nhé. Anh em nếu mà con chép mà nó nhỏ thì có thể đút vào đây đúng luôn. Còn những anh em nào lắp chép to hơn thì có thể là bỏ cái phễu này lên trên. Đó. Cho cái củ chép xuống dưới này. Sau cuối cùng là xoáy lại như này và lắp âm vào âm, dương vào dương, thế là xong. Các bác nhé. Rất đơn giản. Đây ạ. Mẫu đầu tiên là mẫu T. Mã T250 các bác nhé. T250 thì là một dòng chép của Benziger, các bác nhá, chép Benziger Orocom, các bác nhá. Hàng này thì em nói luôn là hàng thương hiệu của Đức nhưng sản xuất ở Trung Quốc các bác nhá. Tất cả là hàng Trung Quốc thôi. Đấy, tất cả những hàng này là hàng Trung Quốc. Ngoài là em nói luôn xuất xứ của nó luôn. Đấy. Con này thì côn của nó côn 250, công suất của nó là 25W và kháng trở là 6 ohm. Côn của nó là côn 250 luôn các bác nhá. Côn 250 thì những cái con này nó rất phù hợp với anh em nào mà lắp những cái dòng chép như chép của loa bát 20, bát 25 các bác nhá. Đấy, nhưng con loa chép 10 mà nó bị cháy ấy, thì thay thế luôn cho em đấy, cho nó nhanh thôi nhá. Đấy, cho nó đơn giản hơn. Đấy. Bởi vì thực tế những cái con chép giấy thì nó công suất nó rất là thấp các bác nhá, nó không có to được như nào. Đấy, anh em thay luôn cho em đấy, cho nó nhanh. Đấy, ok chưa các bác? Đây là những cái con chép giấy nó như này đấy ạ. Nó kiểu như này các bác nhá. Đây, đường kính của nó y như xanh như vậy luôn các bác nhá. Thế là lắp luôn và luôn được ok luôn. Đấy, con này là côn 250 công suất 25W, mà thực tế cái con này nó chỉ có mấy watt thôi các bác nhá. Tiếng vào rất là khỏe và hay luôn đấy. Hay một bộ combo như này bán là hai chiếc chép như này và hai chiếc phễu, bên em đang bán cho anh em là 330.000 bao ship cho anh em luôn. Ok chưa? Phù hợp với những cái bác nào mà lắp loa bát 20 hay 325. Đấy. Đấy. Còn nó tiếp theo là một bộ combo tiếp theo có tên là JB33D. Đấy, tất cả nhập khẩu Trung Quốc và đầy đủ CQ mã tem mã vạch các bác nhá. Đấy. Thì con này là nó là từ 90 này. Đấy, con này từ có 60 đấy các bác nhá. Từ này 60 thôi. Thì con này từ 90 này, côn 350 này. Đấy. Và các bác nhìn vào đây ạ. Mã của nó là mã T251 các bác nhá. Công suất của con này nó là 35W các bác nhá, công suất 35W và nó có mã hiệu là như này các bác nhá. Là mã hiệu như này. Ok chưa anh em? Vì cái đôi này thì nó phù hợp với anh em nào nắp từ bát 25 cho đến bát 30. Đấy, tất cả những cái dòng này thì lắp 25 bát 30 thì đảm bảo các bác lắp vào cái tiếng vô cùng sáng cho anh em luôn. Tiếng rất là sáng, sạch và nó hạn chế cháy hơn các bác nhá. Bởi những chắp giấy này nó rất là công suất nó rất là nhỏ các bác nhá. Nên là không thể chịu đựng được. Còn những cái dòng này nghe cho vào cái tiếng nó leng keng lách cách rất hay các bác nhá. 500k một đôi này, gồm hai củ chép và hai bộ phễu này. Đấy, và bên em một bộ phễu như này. Đấy, như thế này, hai chép và hai phễu. Giá là 500k. Bao ship cho anh em các bác nhá. Đấy, bao ship cho anh em. Mã của nó là 251. Và tiếp theo là một bộ combo CD 111 của turbo sâu các bác nhá. Hàng này thì nó cũng là hàng Trung Quốc thôi nhưng nó là hàng cao cấp các bác nhá. Nó là hàng cao cấp Trung Quốc thôi nhưng là hàng cao cấp, các bác nhìn thấy cái ốc của nó này. Nó ốc lục giác các bác nhá. Cái dòng này thì nó là ốc ốc bốn cạnh. Đấy. Cũng đầy đủ CQ mã camera vạch cho anh em luôn. Thì bộ này cũng từ 90 côn 350. Đấy, một bộ như này gồm cả chép cả phễu, coi nhá, cả chép cả phễu như này.
bên em đang bán cho anh em giá là 600k một bộ, bao ship cho anh em. Đấy, các bác nhá. Bao ship tại nhà đấy ạ. Bên anh chỉ cả trả số tiền là 600k thôi, còn bên em đã trả hết tiền ship rồi. Đấy, mã của nó là mã 252 các bác nhá. 252. Đó. Và tiếp theo, mã tiếp theo là mã 253T253 các bác nhá. Là chép PA. Đấy, chép PA. Đấy. D350S các bác nhá. Đấy, con này thì là nó cũng là hàng Trung Quốc các bác nhá, hàng Trung Quốc. Đấy, cũng côn 350, cũng từ 90. Đấy, nhưng con này thì nó rẻ hơn một chút so với các hàng khác một chút thôi nhá. Anh em nào tùy anh em thích mua như nào mua. Cũng đánh bắt 25-30. Đấy. Ok. Đấy, giá là 480.000 một đôi, bao ship cho anh em. Bao ship cho anh em các bác nhá. 480k một đôi, bao ship cho anh em. Đấy. Và bác nào thích mua mã của con này là 252 à 253 các bác nhá. 253 này. Đấy, các bác nhá. Bác nào có nhu cầu mua phễu thì bên em vẫn bán các bác nhá. Đấy, các bạn nó có chép rồi thì gen của nó gen 34, xoáy được tất cả các dòng gen côn 34 này. Đấy, côn 450 cũng xoắn được, xoáy được. Thế đấy, bên em bán 80.000 một đôi, bao ship cho anh em tận nhà các bác nhá. Bao ship cho anh em tận nhà. Đấy, thì cái ưu điểm lớn nhất của cái những dòng này đấy thì là khi các bác sử dụng mà tép nó bị cháy rồi là một này, thì các bác có thể lắp luôn cái chép này vào, công suất nó rất khỏe hơn rất nhiều. Tiếng chép nó sáng hơn, mạnh hơn. Đấy, và nó hát nó bay tiếng hơn rất nhiều. Đấy, hạn chế đồ cháy đi. Và không, các bác không phải thay phân tần các bác nhé, phân tần vẫn sử dụng phân tần y như này. Đấy, vẫn phân sử dụng phân tần như cũ các bác nhé, không sử dụng, không cần phải thay một cái gì cả. Đấy, tiết kiệm cho các bác rất nhiều tiền, bởi vì bây giờ các bác mà ra ngoài mua một cái hộp, đấy, một cái hộp chép bây giờ cũng mấy trăm nghìn rồi đúng không ạ, xong phân tần chép nữa, xong mua bộ chép kia vào thì tốn rất nhiều tiền. Đấy, nhưng mà khi lắp cái bộ này vào rồi đấy, tiếng nó sẽ sáng hơn rất nhiều, khỏe hơn và tiết kiệm được rất nhiều tiền cho anh em. Mà những anh em nào bây giờ thường thường sẽ nghe những nhạc bolero rồi là karaoke đi, thì tiếng chép mạnh nó là một cái ưu điểm rất là tốt các bác nhá. Đấy, nó vào nó khỏe hơn và nó sẽ giảm bớt độ cháy đi cho loa mình đi. Đấy, tiếng bay hơn, sáng hơn, khỏe hơn và tiết kiệm rất nhiều tiền đúng không ạ. Bây giờ các bác đi mua một cái hộp vuông vuông để đựng cái chép nó mấy trăm nghìn rồi đúng không ạ, một cái phân tần chép nữa nó cũng 100-200 nghìn, xong củ chép nó vào thành rất nhiều tiền đúng không ạ. Nhưng các bác mua vào này lắp nó vô cùng gọn gàng, dễ lắp, dễ chơi, thẩm mỹ cao. Đấy, và giá nó rất là rẻ. Và thực ra chi phí của nó, mua một loa như này các bác chỉ cần mua một đôi loa, chỉ cần mua cho em một đôi chép thôi, có nghĩa là lắp một bộ chép kèm bên này và chép giấy bên cạnh này vẫn sử dụng bình thường các bác nhá. Có nghĩa là mỗi một, khuyến cáo anh em là lên sử dụng mỗi một thùng này chỉ cần dùng một chiếc chép kèm thôi là rất là ok rồi. Tất nhiên bác nào thích nghe nhiều chép hơn có thể lắp hai cái, nhưng mà theo em chỉ lắp một cái thôi là rất là ok rồi các bác nhá. Chép bên ví dụ như chép nó vẫn còn chép giấy là như thế này, nếu nó vẫn sử dụng bình thường các bác nhá, nếu nó vẫn ok, các bác nhá, nó vẫn ok, các bác lắp cho em một bên giấy và một bên kèm, các bác nhá, vẫn sử dụng ok, rất là ngon lành, rất thẩm mỹ và tiết kiệm rất nhiều tiền cho các bác, và âm thanh nó thay đổi cho các bác rất nhiều, các bác nhá. Đấy, rất là hay. Đây là những cái mẫu mà bên em làm video tổng hợp cho anh em luôn. Trong video đó anh em có sự lựa chọn nào các bác cứ lựa chọn thoải mái các bác nhá. Đấy. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Đấy, các bác đi qua kênh cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá.